Xin kính chào quý vị và các bạn. Dung Audi ô tô khu Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn chiếc Hyundai Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2009. Hyundai Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2009 bản MLX hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô khu Hải Dương với giá 510 triệu đồng. Xin nhắc lại là 510 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2009 bản MLX. Đây là tổng thể thân vỏ chiếc xe. Chiếc xe này được trang bị 4 la răng đúc và 4 phanh ABS, số tự động cửa sổ nóc, động cơ máy dầu Santa Fe máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc năm 2009, số tự động cửa sổ nóc bản MLX hiện nay đang được chào bán với giá là 510 triệu đồng. Mình xin giới thiệu quý vị và các bạn, đây là nội thất của chiếc xe. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình camera lùi, chức năng sấy ghế, túi khí, cửa sổ nóc, ghế da xe 7 chỗ ngồi, gầm cao. Xe 7 chỗ gầm cao Santa Fe 7 chỗ gầm cao máy dầu được chào bán với giá 510 triệu đồng. Đây là nội thất của chiếc xe đây. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy rất rõ. Đây ạ. Khi hai chiếc ghế này được lật lên nó sẽ thành 7 chỗ. Hiện giờ là đang để chế độ 5 chỗ. Hai cái ghế này lật lên nó sẽ thành 7 chỗ các bạn nhé. Đây ạ. Hyundai Santa Fe bản MLX máy dầu số tự động hiện nay đang được chào bán với giá là 510 triệu đồng. Xe số tự động, cửa sổ nóc, động cơ dầu, động cơ diesel, đi rất tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là 510 triệu đồng tại Dung Audi ô tô khu Hải Dương. Địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Đây là tổng thể của chiếc xe. Bây giờ mình sẽ đi đến chi tiết nội thất của khoang máy của chiếc xe. Xe rất đẹp. Đây là khoang máy của chiếc xe Hyundai Santa Fe 2009 ạ.
Vâng ạ. Bây giờ mình xin nói ngắn gọn lại ạ. Mình vừa giới thiệu chi tiết chiếc Hyundai Santa Fe 7 chỗ gầm cao, máy dầu, số tự động, cửa sổ nóc, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc năm 2009, được chào bán với giá là 510 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời và hoan nghênh quý khách về xem xe, chạy thử xe, test xe tại Dung Audi ô tô khu Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966 ạ. Dung Audi ô tô khu Hải Dương xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành cùng cửa hàng Dung Audi ô tô khu Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Quý vị hãy chưa đăng ký kênh của Dung Audio Tô Của Hải Dương, xin bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ, nó sẽ hiện lên quả chuông. Quý vị hãy bấm vào quả chuông để được cập nhật những thông tin mới nhất về những chiếc xe nhà mình đang chào bán. Quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nắm bắt được thông tin. Vâng, xin chào và cảm ơn quý khách hàng.